Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi qua phần bài học rất là quan trọng đó là nộp các tờ khai qua mạng Internet Để nộp các tờ khai qua mạng Internet chúng ta phải cần truy cập vào cái website nhận tờ khai .gdt.gov.vn Để kê khai và nộp được qua mạng qua website này thì chúng ta phải sử dụng ở trên cái trình duyệt web là Explorer À, nếu như một cái công ty chúng ta mới thành lập chưa có tài khoản trên này thì chúng ta phải đăng ký ở cái menu ở menu đăng ký ở đây chúng ta sẽ click vào và chúng ta đăng ký cái tài tài khoản nếu đã có rồi thì chúng ta sẽ cần chỉ cần click vào cái menu đăng nhập và chúng ta sẽ đăng nhập vào ở đây tôi sẽ đăng nhập vào một cái tài khoản của công ty mà tôi đang làm để cho các bạn xem thực hành trên này À, à, khi đăng nhập vào website này rồi thì các bạn lưu ý rằng, rằng nếu mà một cái công ty mới à, đăng mới lập tài, đăng ký tài khoản xong thì các bạn nhớ vào cái menu tài khoản ở bên này à, chúng ta sẽ đăng ký à, những cái tài khoản nào chúng ta à, cần kê khai thì chúng ta sẽ đăng ký thêm tờ khai ở đây à, thì chúng ta sẽ chọn các tài tờ khai mà chúng ta cần cần nộp cần kê khai ở đây chúng ta sẽ chọn cái kỳ bắt đầu lưu ý là cái kỳ bắt đầu khi chúng ta đăng ký trên này nó phải trước hoặc ít nhất là bằng cái kỳ mà hiện tại mà chúng ta đang kê khai chứ không được sau sau khi chọn xong thì chúng ta bấm tiếp tục rất là đơn giản các bạn ví dụ như tôi chọn một cái tờ khai ở đây tờ khai này đây sau đó tôi sẽ click vào tiếp tục đó. và click vào chấp nhận đơn giản vậy thôi đó. Đó. còn ở đây thì các tờ khai đã được chọn sẵn rồi, đã được đăng ký sẵn rồi cho nên là chúng ta chỉ cần thực hành thôi, chúng ta chỉ cần kê khai trên này và và nộp thôi. Đó. Ví dụ như sau khi bây giờ chúng ta ví dụ như sau khi chúng ta làm cái tờ khai thuế thu, thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm xong. Ừ. Chúng ta có thể làm trên Excel hoặc là làm trên cái phần mềm à, hỗ trợ kê khai thuế. Ừ. Ví dụ như trường hợp thứ nhất là chúng ta làm trên Excel, sau đó chúng ta sẽ kê khai trực tiếp trên cái website này luôn. Thì chúng ta sẽ vào làm kê khai trực tuyến. Chúng ta sẽ chọn cái tờ khai viết thống thuế thu nhập doanh nghiệp. À cái mẫu 03 ở đây. À, ở đây chúng ta sẽ click vào kỳ kê khai, chúng ta sẽ chọn cái kỳ kê khai là năm nào chúng ta click vào tiếp tục. Đó. Thì trên này, đây là cái tài khai đã được kê khai từ năm 2006. À, thì ở trên này cái mẫu biểu trên này cũng giống tương tự như cái mẫu biểu ở trên cái à, phần mềm HTKK. Thì, thì chúng ta một là chúng ta sẽ nhập tay vào trực tiếp vào à, ở trên website này. Sau khi nhập các cái chỉ tiêu ở bên này vào xong thì chúng ta sẽ nhập tiếp cái phụ lục. À, phụ lục của kết quả hoạt động kinh doanh lập xong thì chúng ta nên bấm lưu lưu bản nháp lại chúng ta nên lưu cái bản nháp lại sau đó chúng ta sẽ click vào hoàn thành kê khai sau đó chúng ta chỉ cần click vào ký và nộp tờ khai như vậy là chúng ta đã kê khai xong cái tờ khai này ở uh, trên website này rồi cách kê khai trên cái website này cũng rất là đơn giản ví dụ như chúng ta muốn kê khai tờ khai giá trị gia tăng thì chúng ta sẽ click vào đây để chọn cái tờ khai sau đó chúng ta cũng kê khai bình thường giống như chúng ta kê khai trên cái tờ trên cái phần mềm HTKK tương tự như vậy thì sau khi kê khai cái tờ khai thuế giá trị gia tăng này thì chúng ta cũng click vào quần hoàn thành kê khai và sau đó ký và nộp phần ký và nộp này thì trước khi ký và nộp thì chúng ta phải dùng cái chữ ký số chữ ký số chúng ta thì chúng ta phải giống như một cái USB chúng ta sẽ bỏ vào máy tính của chúng ta sau đó thì chúng ta sẽ click vào cái ký và nộp tờ khai này thì nó sẽ hiện lên cái mã pin để chúng ta nhập vào và chúng ta click OK thì chúng ta sẽ nộp xong cái tờ khai tất cả các tờ khai cái phương pháp làm thì cũng tương tự như vậy Ví dụ như là ở đây à, cuối năm chúng ta muốn à, nộp xong cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp rồi, chúng ta sẽ nộp cái báo cáo tài chính thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái phần báo cáo tài chính. À, chúng ta đã đăng ký cái tờ khai này rồi. À, thì trong này nó sẽ có hai cái à, hai cái phần để chúng ta chọn đó là một là báo cáo tài chính theo thông tư 200. À, nếu như công ty chúng ta đang áp dụng cái thông tư 200 cùng à, cái quyết định 48 này thì bây giờ đã được thay bằng thông tư 133 thì chúng ta sẽ chọn thông tư 133 nếu như là công ty à, nhỏ và vừa và áp dụng cái thông tư 133, chúng ta sẽ click vào chọn cái phần này, à, thì chúng ta sẽ bấm à, tiếp tục, à, à, thì đây là một cái báo cáo của công ty đã à, được nộp vào năm 2006. À, ở trong bảng này theo thông tư 200 thì nó có ba cái mẫu đó là cái bảng đó là bảng cân đối kế toán, à, các bạn đã thấy ở đây. À, rồi các cái kết quả hoạt động kinh doanh ở à đây và cái bảng lưu chuyển tiền tệ ở à đây sau khi nhập xong các cái chỉ tiêu này thì chúng ta có thể click vào hoàn thành à. và sau đó chúng ta cũng uh, ký uh, ký và nộp bỏ ký và nộp chúng ta sẽ bỏ mấy cái chữ B chữ ký số vào máy tính và ký và nộp là xong À, riêng cái phần cái phần báo cáo tài chính này thì ở trên này nó không có cái à, phụ lục cái bản thuyết minh báo cáo tài chính để chúng ta nộp hay là cái bản đăng đối số sinh do đó chúng ta sẽ nộp cái phụ lục này à, bằng một cái cách khác à, sau khi chúng ta nộp xong à, cái tờ khai của chúng ta thì chúng ta sẽ vào cái phần tra cứu à, phần tra cứu này ví, ví dụ như là bây giờ chúng ta muốn nộp cái bản thuyết minh báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ vào phần truy cập xong rồi ở đây có bộ báo cáo tài chính theo thông tư 200. Ở đây chúng ta có cái mục là gửi phụ lục thì chúng ta sẽ click vào đây. Đó, vào. À, hệ thống nó đang chạy. Thì ở đây sẽ có cái phần để chúng ta tải cái tiệp của chúng ta lên, có thể là file Excel, chúng ta làm trên file Excel. các à, cái bản thiết minh báo cáo tài chính hay là cái bản căn đối số phát sinh thì chúng ta sẽ chỉ cái đường dẫn cái đường dẫn cho nó ở đây chúng ta chỉ sẽ có cái đường dẫn nó sẽ hiện như này và chúng ta sẽ chỉ cho nó cái đường dẫn đến cái 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 file mà chúng ta đang lưu ở đây mạng chạy hơi chậm một chút thì ở đây sau khi các bạn chọn chọn cái cái đường link để tải tiếp lên rồi thì chúng ta cũng bấm hoàn thành và chúng ta cũng bấm chữ ký và nộp cái phụ lục đó thì sẽ xong thôi. Cái hệ thống nộp cái khai thuế này thì nó có một cái nhược điểm là nó chả cũng chạy cũng khá là là chậm. Cho nên khi các bạn nộp cái tờ khai trên mạng thì các bạn cố gắng là né những cái ngày cuối kỳ kê khai ra, có thể là kê khai sớm một chút để nó chạy được chậm hơn. À, xin lỗi để nó chạy được nhanh hơn à, tránh những cái trục trặc mà chúng ta nộp không kịp thì chúng ta phải nộp sau quá hạn thì à, rất dễ bị phạt à. À. rồi thì cách nộp cái phụ lục này nó à, cái cách nộp nó là như à, như vậy à. đó là một cái cách cách kê khai và nộp trực à, trực tiếp trên cái à, website này à. ở bài học sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn à, khi khai và nộp trực tuyến bằng một cái cách khác đó là sử dụng đến cái phần mềm HTKK. À, hẹn gặp lại các bạn ở bài hướng dẫn tiếp theo.